Vậy là sau một thời gian dài chờ đợi trong sự hào hứng, thì cuối cùng Shin Ultraman, tân siêu nhân điện quang cũng đã đổ bộ các phòng vé tại thị trường Việt Nam. Tới lúc này, có lẽ các bạn fan của dàn phim Ultraman nói riêng và fan Tokusatsu nói chung cũng đã thu xếp thời gian, ra rạp và thưởng thức, trải nghiệm bộ phim này rồi. Vậy, chất lượng của bộ phim này ra sao? Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình cùng bàn luận và đánh giá bộ phim này nhé! Đầu tiên, như thường lệ, sẽ là một vài thông tin cơ bản xoay quanh tập phim này. Shin Ultraman, tân siêu nhân điện quang là phần phim điện ảnh dựa trên nhân vật Ultraman đình đám, được phối hợp sản xuất giữa Tsuburaya Production, Toho Company và Kara Incorporation, nằm trong Shin Japan Heroes Universe cùng với Shin Godzilla và Shin Kamen Rider. Phim được viết kịch bản bởi Hideaki Anno, đạo diễn bởi Shinji Higuchi, công chiếu tại các cụm rạp Nhật Bản vào ngày 13 tháng 5 năm 2022. Sau đó đem công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Fantasia ở Bắc Mỹ vào ngày 21 tháng 7 năm 2022. Và rồi, phim đổ bộ thị trường phòng vé Việt Nam vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đôi nét về cốt truyện của bộ phim này nhé! Ở thời điểm diễn ra các sự kiện trong phim, chính phủ Nhật Bản hiện đang thiết lập nghị định trấn áp các loại S-Class để ứng phó với mối đe dọa đáng sợ này. Phim mở đầu với cuộc tấn công của Kaiju Neronga. Khi đó, tổ chức SSSP, viết tắt của S-Class Species Suppression Protocol, giao thức trấn áp sinh vật S-Class, được phân công giải quyết mối nguy này. Giữa cuộc chiến, một sinh vật tới từ ngoài hành tinh, được gọi là Ultraman, đã xuất hiện và đánh bại con Kaiju đó. Xong, một nhân vật thuộc SSSP là Shinji Kaminaga đã không may bỏ mạng giữa cuộc xung đột trong nỗ lực cứu một đứa trẻ chưa kịp rời khỏi vùng chiến sự. Ngoại tinh nhân Ultraman sau đó đã mượn nhân dạng của Shinji trà trộn vào tổ chức SSSP. Ở đây, anh có dịp làm việc với một cộng sự mới là nhà phân tích Hiroko Asami. Sự xuất hiện của Ultraman trên trái đất sau đó đã kéo theo sự đổ bộ của rất nhiều những sinh vật ngoài hành tinh khác. Chúng tới đem theo những mưu đồ, dạ tâm riêng, hòng thôn tính và kiểm soát trái đất theo ý chúng. Bộ phim sẽ là hành trình của Ultraman trong nhân dạng của Shinji Kaminaga cùng những người đồng đội của anh tại tổ chức SSSP đương đầu với những mối đe dọa ngoài không gian này. Để nhận xét về cốt truyện của Shin Ultraman, trước tiên, cách nhập cuộc của phim có phần tương đối giống với Shin Godzilla. Ngay khi bộ phim bắt đầu, đã kéo khán giả vào bầu không khí gấp rút, căng thẳng, dưới sự tấn công của Kaiju và dõi theo hành động ứng phó với chúng tới từ các tổ chức của Nhật Bản. Cách dẫn dắt này có cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm là nó ngay lập tức đem đến bầu không khí nghe thở, gay cấn cho phim theo một cách trực diện. Xong, khuyết điểm của nó là khiến cho một bộ phận khán giả chưa quen với phong cách mở màn này có phần bị ngợp, không kịp nắm bắt diễn biến của bộ phim. Xét về mạch phim, mình đánh giá Shin Ultraman có nhịp phim khá nhanh, đôi khi có phần quá gấp gáp. Có vẻ như biên kịch đã cố nhồi nhét quá nhiều nhân vật và tình tiết vào cho Shin Ultraman, khiến cho nhịp phim như một cuộc chạy tiếp sức. Cứ giải quyết xong một vấn đề, khán giả sẽ ngay lập tức bị kéo vào một vấn đề mới, khoảng nghỉ trong phim rất là ít. Với khán giả đã có lượng kiến thức nhất định đối với Ultraman, cụ thể là các fan trung thành của thương hiệu phim, thì có thể đây không phải là một vấn đề quá lớn. Song, với những khán giả còn mới lần đầu thưởng thức dòng phim này, thì đây thật sự là một điều đáng lo ngại. Nhịp phim của Shin Ultraman rất khó để khán giả đại chúng bám sát và theo dõi. Xét về khung kịch bản chung, có thể chia Shin Ultraman ra làm 4 hồi phim rõ rệt. Song, mình xin phép spoil một chút. Hồi phim về Alien Zarath và Mephilas có cách khai triển tình tiết thật sự rất giống nhau, tạo sự trùng lặp, nhàm chán khi xem phim. Mình nghĩ nếu nhà sản xuất loại bỏ đi một trong hai nhân vật này để dành thời lượng phim xây dựng chỉnh chu hồi đầu và hồi cuối thì phim sẽ khá hơn rất nhiều. Đối với cá nhân mình, hồi phim về Alien Zarath để lại ấn tượng tốt hơn, do đó mình không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn nếu bỏ đi hồi phim về Mephilas ra khỏi phim. Giống với Shin Godzilla, phim vẫn đưa những yếu tố chính trị, quân sự vào để bối cảnh trong phim trở nên nghiêm túc, thực tế hơn. Song, những yếu tố đó trong phim được thể hiện có phần hơi mờ nhạt và qua loa,
ít nhất là so với Shin Godzilla. Như mình đã nói ở trên, vì đã cố nhồi nhét quá nhiều thứ vào nên thời lượng giữa mỗi hồi phim bị co ngắn lại, ảnh hưởng trực tiếp tới hồi cuối của Shin Ultraman. Đây là thời điểm mà phim đem tới mối đe dọa thật sự, thách thức sự tồn vong của cả nhân loại, của trái đất và đồng thời áp đảo khả năng của nhân vật trung tâm là Ultraman. Song, vì thời lượng cho hồi cuối quá ngắn, nó thậm chí không thể hiện được rõ sự bế tắc, nghẹt thở, căng thẳng, bất lực mà phim cần có. Giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng khi cả nhân loại sắp diệt vong, chính phủ và các tổ chức trong phim lại có động thái quá hời hợt, an nhàn, sống chết mặc bay. Thêm vào đó, chìa khóa để giải quyết vấn đề mang tính tồn vong này cũng được đưa ra quá sớm, khiến cho phim chưa kịp lên tới cao trào thì đã nhanh chóng kết thúc. Điều này nhìn chung đã làm giảm hẳn sức nặng và sự kịch tính cho hồi cuối của cả bộ phim, đồng thời cũng khiến cho cả bộ phim trở nên mờ nhạt, thiếu điểm nhấn. Để tổng kết lại, chúng mình không đánh giá cao cốt truyện cũng như cách triển khai mạch phim của Shin Ultraman. Về phần nhân vật, để hạn chế spoil phim tối đa, mình chỉ nhận xét hai nhân vật trung tâm là Shinji Kaminaga và nữ đồng sự Hiroko Asami, cũng như nhận xét chung về tuyến phản diện trong phim mà thôi. Đầu tiên, và Shinji Kaminaga, nhân vật trung tâm của cả bộ phim. Anh từng là sĩ quan điều hành chiến lược của Cục An ninh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, sau đó được chỉ định và làm việc cho tổ chức SSSP. Trong cuộc đổ bộ của Kaiju Naronga, anh một mình đi giải cứu cho đứa bé chưa kịp rời khỏi khu vực chiến sự và không may tử nạn giữa cuộc đổ bộ của Ultraman khi đối đầu với Naronga. Sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn có tên Lipia được người trái đất gọi là Ultraman vì tính tò mò với cách Kaminaga đã liều mạng bảo vệ cho người khác, đã lấy hình dạng, ký ức và danh tính của Kaminaga trà trộn vào hàng ngũ SSSP để tìm hiểu rõ hơn về con người, mặc cho việc đây là hành vi bị cấm theo luật của Thánh địa Ánh sáng. Phim là hành trình từ việc Ultraman dần học cách hiểu được nhân loại khi đồng hành chiến đấu cùng với họ, cho tới khi thấm nhuần những giá trị cốt lõi, quý giá của con người, để rồi xả thân hy sinh, bảo vệ, che chở cho họ như cách mà Kaminaga đã từng làm. Để nhận xét thì đây là dạng nhân vật người hùng khá phổ thông cho một phim debut. Dạng anh hùng đang tập làm quen và tìm ra mục đích chiến đấu của mình. Là một người có lập trường khá kiên quyết và vững vàng, song dõi theo hành trình của Shin Ultraman trong phim, mình có cảm giác đây là nhân vật khá bị động. Thường những rắc rối, đe dọa trong phim sẽ tìm tới anh ta trước, sau đó anh mới phối hợp với đồng đội của mình để tìm cách ứng phó, với cả Zarap, Mephilas hay là Zekton đều vậy. Không biết do nét diễn của nam diễn viên Takumi Saito hay do nhân vật Shinji Kaminaga Ultraman đòi hỏi phải như vậy, nhưng mình thấy biểu cảm của nhân vật này khá thô cứng, mờ nhạt. Điều này sẽ vô tình khiến cho khán giả rất khó để kết nối với nhân vật này, cũng như thiếu đi động lực để dõi theo hành trình phát triển của nhân vật trong phim. Có vẻ thông qua nhân vật này, biên kịch muốn hình tượng hóa anh thành thánh thần, một đấng cứu thế sẵn sàng xả thân mình để che chở cho nhân loại trong những khoảnh khắc bi ai, yếu le và tuyệt vọng nhất. Tuy vậy, bởi cách thể hiện chưa thực sự tốt đã khiến cho hình tượng này không thể để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Về nhân vật Hiroko Asami, nữ chính của phim, đồng thời là cộng sự của Shinji Kaminaga. Cô vốn là một điều tra viên cao cấp của Sư đoàn 4, hạng 2, thuộc Bộ phận Tình báo Đối ngoại của Cục Tình báo An ninh. Sau đó, cô được phái tới công tác tại tổ chức SSSP để làm nhân viên phân tích, làm cộng sự của Shinji Kaminaga để điều tra và tìm hiểu về Ultraman. Hiroko là cô gái có giác quan, phán đoán khá nhạy bén, cô cá tính và rất quyết đoán. Tuy ở giai đoạn đầu của phim, sự phối hợp giữa cô và Shinji Kaminaga gần như là không có, bởi anh thường xuyên vắng mặt tại văn phòng, trốn vào thư viện đọc sách, tìm hiểu sâu hơn về con người. Song, khi tình thế cấp bách, Hiroko trực tiếp góp mặt cứu nguy, giúp cho Shinji tháo gỡ những rắc rối. Dần dần, cô trở thành một đồng minh đáng tin cậy của Ultraman. Hai người họ trở thành cặp đôi ăn ý, chống lại những mưu đồ xấu xa của những thế lực từ ngoài không gian. Khác với nhân vật Shinji Kaminaga với biểu cảm khá đơ cứng, khó liên kết với khán giả, thì Hiroko Asami lại là một nhân vật rất thú vị, nhiều năng lượng. Cô là điểm sáng cần có cho cả bộ phim để giữ sự liên kết cảm xúc với khán giả.
nhân vật Hiroko cũng có thể được coi như một góc nhìn của chính khán giả. Cô dẫn dắt chúng ta vào hành trình tìm hiểu những bí ẩn xoay quanh Ultraman, cũng như dần tin tưởng để hợp tác với anh ta, đương đầu với sự đe dọa của các thế lực phản diện. Sẵn nhắc về thế lực phản diện trong phim, với hồi một xoay quanh các kaiju thì mình nghĩ không có gì nhiều để nói. Chúng chỉ đóng vai trò bàn đạp để dẫn dắt khán giả tới các hồi sau mà thôi. Với hồi 2 và hồi 3, lần lượt xoay quanh Alien Zarath và Alien Mephilas. Đây là dạng phản diện mưu mô, thiên về đầu óc, ở phía sau giật dây, thao túng con người, đặc biệt nhắm tới bộ máy chính trị, cầm quyền của đất nước Nhật Bản, khiến họ tự đe dọa sự tồn vong của chính mình, rồi dần dần nắm gọn nhân loại và trái đất trong lòng bàn tay. Dạng nhân vật phản diện hơi hướng Mastermind như vậy vô cùng thú vị, chỉ tiếc một điều là cách khai thác và setup tình tiết cho Zarath và Mephilas quá giống nhau như mình đã nói ở bên trên, phần nào khiến cho khán giả cảm thấy nhàm chán. Bớt đi một trong hai nhân vật sẽ là sự lựa chọn tốt hơn dành cho phim. Hồi 4 trái lại đem đến cho ta một phản diện áp đảo hoàn toàn về sức mạnh, khiến cho cả con người và Ultraman rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Tuy chỉ lơ lửng một chỗ từ ngoài không gian, song sự đe dọa từ đáng sợ của nó đủ để khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng, đặc quánh. Chỉ tiếc là vì thời lượng của hồi cuối quá ngắn nên bầu không khí này không thể duy trì được lâu. Đây là một điểm thật sự rất đáng tiếc đối với Shin Ultraman. Giá mà biên kịch có thể phân bố thời gian hợp lý, đủ để đẩy cao trào của bộ phim lên tới đỉnh điểm, thì giá trị của hồi phim này, của nhân vật Ultraman và của cả bộ phim đều sẽ được tôn lên nhiều bậc. Nhìn chung, trái lại với phần cốt truyện để lại nhiều thất vọng, thì dàn nhân vật trong Shin Ultraman dừng ở mức ổn. Bên cạnh vài nhân vật mờ nhạt, thiếu điểm nhấn, một số nhân vật lại tạo ấn tượng rất tốt cho khán giả. Điều đáng tiếc chỉ nằm ở việc số lượng nhân vật được đưa vào phim quá là nhiều, khiến cho phim bị loãng, vừa khiến cho một số nhân vật không có đủ đất để thể hiện. Tất nhiên, trong đội ngũ thành viên của SSSP vẫn còn một vài nhân vật khá ấn tượng, nhưng để tránh spoil quá nhiều nội dung cũng như ảnh hưởng tới trải nghiệm của các bạn chưa xem phim thì chúng mình sẽ không đề cập đến trong bài review này. Phần âm nhạc có lẽ là điểm sáng mà mình đánh giá cao nhất của cả bộ phim. Các bản background music trong phim được biên soạn rất chỉnh chu và được setup phù hợp trong phim. Những bản nhạc vừa mang không khí hoài cổ của những bộ tokusatsu thế kỷ trước, vừa có sự hiện đại, tạo được sự phấn khích và cao trào cần thiết trong bộ phim. Ngoài ra, âm thanh trong phim cũng được biên tập khá chỉnh chu. Sound effect, đặc biệt trong các cảnh chiến đấu, nghe rất có lực và đầm tai, một điểm sáng của bộ phim. Ngược lại, hành động và kỹ xảo không thật sự là điểm sáng của Shin Ultraman, tân siêu nhân điện quang. Các cảnh hành động trong phim có thời lượng khá ngắn, chưa đủ để khán giả cảm thấy thỏa mãn. Phần kỹ xảo thì mình đánh giá là một bước thụt lùi so với Shin Godzilla ra mắt năm 2016. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì hai lý do. Đầu tiên là việc Shin Ultraman có nhiều alien và kaiju hơn hẳn so với Shin Godzilla, khiến chất lượng nhân vật phải xử lý kỹ xảo đồ sộ hơn, công việc của tổ biên tập nặng nề hơn, nên khó có thể tập trung trau chuốt, dẫn tới các phân cảnh sử dụng kỹ xảo trong Shin Ultraman có phần hơi giả chân, nhất là phân cảnh Hiroko Asami bị khóa khổng lồ. Lý do thứ hai nằm ở việc kinh phí sản xuất của Shin Ultraman cũng có hạn, ước tính khoảng 800 đến 900 triệu yên, nên cũng khó để đòi hỏi phần kỹ xảo phải thực sự xịn sò, mãn nhãn. Về phần tạo hình của Ultraman cũng như những kaiju, alien trong phim, có thể nhìn hơi dị một chút so với tạo hình gốc trong nguyên tác, nhưng cá nhân mình không có ác cảm hay phê bình gì với phần tạo hình này. Theo ý kiến của mình, đây đúng là những thiết kế cần có đối với những sinh vật tới từ ngoài hành tinh, phải hơi kỳ cục, dị hợm, thoát ly khỏi cảm quan thông thường của con người như vậy mới chân thực. Có thể nói, đội ngũ sản xuất cũng đã cố gắng làm hết sức có thể với những gì họ có trong tay. Để tổng kết bài review, nếu phải cho điểm Shin Ultraman, chúng mình đánh giá nó ở mức 6 trên 10. Một bộ phim không quá dở, nhưng cũng không thực sự xuất sắc. Phim có cách triển khai cốt truyện tương đối thất vọng, khá rush và nhồi nhét quá nhiều tình tiết. Dàn nhân vật ở mức tròn vai, vừa vặn, âm nhạc xuất sắc, kỹ xảo và hành động ở mức ổn. Với mức kinh phí sản xuất
khoảng 800 đến 900 triệu yên, tương đương với khoảng 5-6 triệu đô la Mỹ. Tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê của Box Office Mojo, Shin Ultraman thu về tổng doanh thu là 31,2 triệu đô la. Đây có thể coi là một thành công tương đối dành cho bộ phim, với doanh thu chưa trừ đi các chi phí quảng bá, gấp 5 lần so với kinh phí sản xuất. Mong rằng đây là một tín hiệu khả quan để nhà sản xuất tiếp tục mở rộng Shin Japan Heroes Universe với sản phẩm gần nhất sắp tới là Shin Kamen Rider. Và mong rằng khán giả Việt Nam sẽ còn tiếp tục được thưởng thức nhiều hơn nữa những phim điện ảnh của Tokusatsu nói chung và phim của vũ trụ Shin nói riêng. Trên đây là những nhận xét, đánh giá của nhóm chúng mình về bộ phim Shin Ultraman, Tân Siêu Nhân Điện Quang. Còn các bạn có cảm nghĩ thế nào về bộ phim này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại! Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!